Đây. Thăng 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 thăng. Thăng thăng thăng. Đó. Tức là cái món tôm hùm này ấy nhá. À, anh em mình sẽ bỏ vào lò hấp. Bỏ vào nồi hấp, hấp cho nó gọi là khi mà cái nướng phô mai ấy, thì là nó ấy bên đấy lửa đấy đừng có vào. Nướng phô mai ấy, thì nó sẽ rất là khó chín được cái phần trong đầu nó gọi là cái gì nhỉ? Gạch. À gạch. Thế nên là sẽ phải hấp trước cho nó hấp qua đi, xong rồi anh em mình sẽ bổ đôi nó ra, nó sẽ dễ bị ạch. Nó cặp được cả. Nó làm gai lắm nhỉ. À cho nó dễ chín nhất đấy thôi. Giải thích lằng ngoằng nhiều, anh em mình cứ thử làm đã. Tại vì mình cũng chưa làm cái món cứ này bao giờ. Nhưng mà cái lò này mà nó phản anh em mình nó không chín, à không ngon thì chết. Đấy, tươi sống chưa? Ok chưa? Okay. À, nhưng mà cứ nghĩ đến cái món tươi sống là anh em mình đấy. Hay là em chọn con này. Ta chọn con này. Anh em mình quyết định rồi. Để lại hai yểm để ăn sashimi. Ăn sống. Ngon. Còn đâu anh em mình sẽ người hấp mà hấp trước đã nhá, cho vào hấp trước. Dịn mãi mà nó không ngất cả mọi người ạ. Nó khỏe quá. Thôi, anh em mình quyết định là thèm lắm rồi. Mở ra. Bỏ. Không bỏng. Không bỏng. Đây. Không bỏng một tí nào. Úi xa. Rồi đại vâng. Ok. Dâu nó. Đấy. Mọi người biết trong cái lúc mà đợi mấy em này gần chín thì anh em mình làm gì? Con cái bò đâu? Ở đây. Mày đi ra chúng không? Dùng cái gì? Lấy xì dầu mù tạt vào đây. Đây. Mình chiên sẽ nó. Để mù trước một em nhá. Đây đây. Đội tê sợ. Ây da. Mình cũng phải để mù. Ui. Đó. Wow. Anh ơi, cái đoạn này nhọn lắm anh để của em ơi. Đây. Lấy kéo cắt ra. Không phải kéo. Chặt kéo cắt vỏ không phải ăn bằng cái gì. Đấy, thấy chưa? Thấy cái độ tươi sống của nó ngon chưa? Đấy, vẫn còn dãy đình đạch này. Anh em mình thích nhất là ăn gỏi của cái tôm hùm tre này nhá mọi người. Mọi người biết tại sao? Thịt nó ngon. Nó vừa xinh nữa. Giòn, nó vừa ngon nữa. Sao bóc cho nó cẩn thận ra được cả con ấy thì đẹp nhất. Cắt một phát vào bụng nữa anh ạ. Đó. Cắt 4B. Đó, đây này. Đó. Mời tách đi. Để anh pha nước chấm. Sủi dầu mù tạt. Rất là phê. À đấy, bao phê. Hai cái này để vào đây để tí nướng phô mai tiếp. Đó. Gần được rồi đấy nhá mọi người nhá. Khó bóc lắm anh ạ. Đấy, làm cái này khó bóc. Bóc dần dần, bóc nhỏ một. Vẫn còn kêu. Giờ này nó mới bỏng. Đâu, hai cái đầu. Không bóc được à? Không bóc được thì đừng có ăn. Cái này mà ăn chấm một đạn hết giờ rồi. Đâu lắm rồi. Từ lúc đi miền Tây anh em mình ăn cũng nhiều thứ. Nhưng mà về nhà anh em mình phải ra đồng luôn. Vừa nhớ đồng, vừa thèm hải sản. Anh em mình thích chơi ở đồng hơn mọi người. Ở đồng mát đấy. Điều hòa thiên nhiên đấy. Đi miền Tây mệt quá. Thật ra cũng có. Đi chơi nhiều quá. Cũng vui nhưng mà nhiều chỗ không bằng ngoài mình. Chứ đồ tao cắt thế này hơi khó bóc đúng không? Ui, chấm vỏ vào là được. Tao phải bóc. Ăn. Đâu nước chanh đâu anh? Đây. Vắt vào đó. Cắt ra mà vắt. Hôm nay chưa ăn sủi à? Ăn sủi luôn. Không phải nhúng.
trọng là phải bóc được nó. Sao hôm nay bóc khó đấy nhỉ? Chỉ sợ đứt tay thôi. Tay lại đang đau nữa kìa. Ây da. Thôi em phải xuống Đoạn rồi, là em nghĩ cái thích lắm. Được Đoạn nào, ăn Đoạn đấy. Ui cha. Anh bóp em cái tay mạnh. Quá à. Phát vào phát nơi là mới tái luôn. Chanh tươi rồi rồi rồi. Ok. Rồi, mình vắt nó chanh vào phát rồi mình chấm mũ tạt này chén luôn nhá mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Wow, đấy. Đây nhá. Con tôm của mình đấy nhá. Ngọt quá mọi người ạ. Ngọt lừ luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Thật sự cái thịt của nó cực kỳ ngon đấy mọi người nhá. Nó giòn. Tại vì nó là hàng tươi sống dễ đành đạch, rất là giòn. Mình bỏ cái này rất là phí. Mình cảm hết. Cái độ giòn, độ ngon, độ ngọt của nó thì không phải nghĩ. Mình phải bóc cẩn thận cái chỗ này. Để làm sao? Để được một miếng thật là đã mồm. Xông lên đầu. Nó ngon hơn nhiều tôm hùm xanh nhá mọi người nhá. Vì tôm hùm xanh nó người ta nuôi vẫn còn không đầy lắm. Còn cái loại tôm hùm này nó giòn, nó ngọt. Bây giờ sẽ cho mọi người xem cái món chính nhá. Đó. Ui cha. Đó lửa anh ạ. Ngon đấy. Thấy chưa? Đúng như mình bảo. Mọi người chúng mình bảo có sai bao giờ. Khi mà mình cho cái con tôm nó còn sống vào nó rụng hết càng này. Nó dãy nhỉ. Nó dãy cho hết cả chân nhỉ. Rụng hết càng. Mọi người nên làm con tôm nó ngất nhúng xuống nước cho nó ngất đi hoặc là chọc tiết cho nó chết đi xong rồi mình mới hấp nhá thì nó sẽ không bị rụng càng nhá. Thôi được, tại do anh em mình vội ăn quá. Đấy, tí nữa anh em mình sẽ bổ ra nhưng mà bây giờ phải sắc phô mai ra đã. Ngọt lắm anh ơi. Cho nó này. Táo đứng ngồi về đấy. Đợi trong lúc đợi tôm nó nguội. Anh em mình sẽ cho phô mai ra trước nha. Đó. Đây là phô mai cũng của bạn Phúc Hải Sản luôn nhá. Ai mà muốn nướng phô mai kia thì có thể liên hệ luôn. Đặt tôm và bảo bạn Phúc để luôn phô mai vào trong rồi nhá. Anh ấy thái vuông đấy à? Sao mình không thái to ra? Đáng nhẽ phải bào biếc nó ra nhỏ nhỏ nữa ấy. Nhưng mà anh em mình không có đồ làm. Thôi cứ làm đại khái thôi. Anh em mình có phải đồ bếp đâu. Đấy, mình nhặt ra, mình nhặt ra. Anh em mình gọi là đầu bếp xóm. Đấy. Đấy. Ê, bây giờ sẽ bắt đầu sắc con tôm ra nhé mọi người nhá. Nào. Ủa đôi nó ra. Đấy. Nào. Mình giữ nhá. Em giữ. Sớm. Ui phọt phọt. Đây là phọt gì nhỉ? Phọt gạch ấy. Đấy. Anh này kéo ấy. Cắt từ đuôi lên. Đấy. Ôi da, bỏ đi.
Ui phí. Để cái ba đồng xu anh ơi. Xu cho hết cả. Ừ. Sao lại phí? Không phải phí đâu em ạ. Nào, em mở đấy ra. Đây. Đó. Một em đấy, em lát phô mai đi. Tí nữa, làm xong hết trong mình lát. Mày lát dần đi, lát dần đi. Anh vừa đấy, anh vừa làm cho. Đấy, mình học qua mấy khóa gọi là đặt là phô mai rồi mọi người ạ. Thế nên mình có tay nghề hơi biết gì. Ok luôn đấy. Tựa đầu vào Thái Sơn. Đấy. Đây 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 đây, thế này. Đấy. Đỉnh của top luôn. Đấy, ok chưa? Ok. Nào. Bây giờ đến úp lồng, úp lồng. Lồng. Nào, lấy dơm ra đây, lấy dơm ra đây. Rồi, để em đi lấy dơm nhé. Wow. Đấy, từ 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 cho mọi người xem lại lần cuối này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Vừa đẹp mắt nha, đó thấy chưa, vừa gọi là mình cũng không thể tả được cái món ăn của mình nó ở cái đẳng cấp như nào nữa rồi. Nhưng từ mà từ, cứ phải ăn chứ có ngon không mọi người ạ? Rồi từ từ xếp ăn củ ra đấy luôn nào. Thôi dơm lên, phủ dơm lên để chốt đỡ phải đấy. Mọi người thấy cái lò nướng của anh em mình thế nào, ok không? Đấy là một cái lò gọi là đẳng cấp. Còn lò nướng ở nhà hàng thì không ăn thua. Khả năng em phải về là chân dơm anh nhỉ. Tí nữa cứ thoải mái đầy dơm nhỉ. Trong kìa. Vào mà xin nhà bác anh mà. Ok đấy. Cứ thế này đốt lên làm sao cho nó chín kia là được. Mọi người thấy làn khói của anh em mình chưa? Thấy quả lò của anh em mình chưa? Không biết là có ổn không? Hả? Liệu chín, liệu bơ chảy chưa? À, cái gì nhỉ? Không biết chưa chảy chưa ấy. Cái trắng trắng là cái phô mai nhỉ? Không biết phô mai chảy chưa, nhưng mà mình nghĩ là chảy rồi. Từ lúc nãy mình chỉ sợ cháy thôi. Cứ đợi cái này nó nguội đã. Rồi thôi, cho nốt một mẻ này nữa thôi là anh em mình sẽ khui hàng nhá. Tránh ra, tránh ra. À, bây giờ là cái lúc hưởng thành quả nhá mọi người nhá. Không biết là liệu có ổn không, cái lò nướng của anh em mình có ổn không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng là sẽ ok đấy. Kiểu gì chẳng ok anh ạ. Món ấy mà thất bại thì anh siêu có lỗi đấy. Không thất bại được. Sao được thất bại kìa. Đang mở cái gì đấy hả xín? Hả? Con gì đâu đấy? Tôm gì? Tôm ùm á. Ủa tao nghe mùi khét sao ấy. Này anh đừng có dọa thế. Mọi người đếm từ 1 đến 3 đi. Đếm ngược đi. Mình hất hơi mạnh quá mọi người ạ. Đang đẹp thì nó lại phải do vào. Vẫn ok. Vẫn ok. Tại đáng nhận ra mình phải cầm tay. Đúng cầm rồi. Tay lên đấy. Mình hất đấy quá thôi. Cũng được mọi người ạ. Trước lò của anh em mình quá là ok nhá. Và bây giờ mình sẽ lấy nhìn phố máy đỉnh nhá anh nhỉ. Này mượn cho mượn xem này. Ho không cần. Đưa kia đây. Rồi. Xin ăn có tôm màu. Ui dạ. Ăn con tôm nào. Ăn con tôm này. Tôm ui dạ. Ui dạ. Rất là tiếc cái là nó lại bay do vào đấy. Nhưng mà do không sao. Không việc gì nữa. Nó mẹ ăn thì vẫn tôm. Vẫn ok đấy. Tí nữa đây, bố lấy đã. Ai dạ. Chà. Anh ấy cái con chém chém này. Tí nữa ăn phô mai phê lắm nhỉ. Ui này phô mai này. Đá luôn đi. Dài đấy, phô mai ăn miếng này. Ui. Ngon nhỉ. Ngon không? Dài quá. À, đấy quá. Từ từ, tôi tí nữa ăn trong con tôm nó ngon hơn. Đấy. Đấy. Nhá. Wow. Ui. Đây. Đây là thành quả của anh em mình nhá. Đây. À.
lúc nãy thì cực kỳ đẹp đấy, nhưng mà do mình lật cái kia cái nó úp cái xuống. Thế là nó quá. Bay cái rồi. Bây giờ anh em mình xuống suối ăn này. Xin ăn không? Xin chăm suối không? Hả? Thì xin ăn không? Rồi cho xin một con. Thế thì cho xin một con nhá. Con này. Con này này, con này đẹp hơn. Con nào? Thế xin lấy con nào? Bỏng. Không bỏng đâu. Đấy, sắt vào đời này. Xin lấy con nào? Lấy con nào? Lấy đi. Con này. Nhỏ. Con này nhỏ, lấy con này to này. Con này to, con này to, quân, con lấy con nào? Con này. Ờ, nhấc lên. Ok, nhấc lên. Nhấc luôn. Ok. Lấy con này đi. Đây. Cầm mạnh vào. Nhấc. Đấy, cầm ở đây, cầm chỗ này. Ta định ngắt chân. Đâu. Đấy. Ta để nó ngắt chân. Nó thấy gai. Mày không như bố mày, bố mày chơi hết. Đây, rồi. Đấy. Cầm mạnh lên. Cầm mạnh lên. Đây, nào, đứng lên. Hôm nay phải bắt mày phải cầm được thôi nào. Cầm mạnh rồi, nắm chặt rồi. Cầm chặt vào. Nắm cả tay rồi. Ok không? Đây. Rồi, không nghịch nữa. Nắm vào. Không được nghịch. Đấy, đây, này, này. Nào, con nắm vào. Nào, con cầm đi ra đi. Nào, nào, chạy. Đấy, con cầm chạy về nhà luôn. Chạy về nhà luôn. Chạy về nhà đi. Nào, chạy về nhà luôn. Chạy về nhà luôn. Đấy, rồi, chạy về nhà đây. Chạy về nhà đây. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ tìm một chỗ là thưởng thức được cái món này nó mới là ok. Em cầm cái này chạy về nhà. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ xuống một chỗ nói chung là phải hợp lý. Đi. Ăn món đỉnh này nó phải ở chỗ đỉnh mọi người ạ. Đúng không? Món ngon bây giờ phải tìm chỗ ngon đẹp để sang. Nào mau đi, xuống đi. Anh xuống trước đi. Thì tao đang cầm đồ thì mày phải xuống trước để đặt đồ xuống dưới không xúc một cái. Nào kéo nha. Ok nha. Đừng có để chạm nước nha. Cầm chưa? Rồi, anh cầm cái này đi. Nào nào thôi. Thôi mày đừng có động vào đây. Đừng có động vào đây, ra đằng kia mày đổ hết ra giữa sông. Suối chết ta. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ sang mỏm đá bên kia nhé mọi người nhá. Let's go. Ok. Nào mày sang trước thì đi cùng mày nguy hiểm lắm. Thế mày đứng im đây để tao sang. Ok. Đứng im đây không được động đậy. Để tao nước sang. Sâu lắm. Đấy. Nào. Hàng sẽ sang trước nhá. Ui đấy, thấy chưa? Phải thật cẩn thận này. Ấy da. Ui, anh ấy nghe căng thẳng đấy. Căng thẳng đâu? Nó hoạch một phát ở chỗ đây là không có phát được gì đâu. Không, mày phải tin tưởng vào anh ấy. Rồi, bơi đi, bơi dần là nó đấy mà. Ok chưa? Ok, sang đi. Wow, đây rồi. Đến mỏm đá bên cạnh của anh em mình rồi. Ây da, ây da da. Ây da da. Ây da da, ây da. Đấy, mày sang bên kia. Đấy, đó, ngồi lên đi, Đó, thưởng thức hải sản nó phải cớ như lầy đấy mọi người ạ. Em ngồi hàng lên. Sóng sánh, ok chưa? Ok chưa? Rất tiếc một cái là mình làm phủi một cái là nó bị bụi mất nhá mọi người nhá. Đáng nhẽ ra này nó cực kỳ đẹp tuyệt phẩm còn hơn cả tuyệt phẩm còn hơn cả trong nhà hàng đây, mọi người nhìn rõ không? Đấy, có thể zoom một chút cho mọi người xem rõ. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Mặt trời luôn. Lâu lắm rồi à. Luôn đấy nhá. Nhưng mà một năm nay nhà mình mới ra cái mỏm đá này đấy. Nhưng mà hơi bụi đấy. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức nào. Chén con nào trước nhỉ? Thôi. Em xin phép nhé. Phải cho nó cân vào nhá, phải cân vào nhá. Okay. Không là cho cá ăn tất đấy. Này. Ui à, đấy, thấy chưa? Anh em mình phải hợp ý cơ. Lúc nào bảo uống nước thì hai người đều nhấc. Ui à, mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Thưởng thức tôm hùm nướng phô mai do chính tay mình. Em phải hút cái đoạn gạch này đã. Ui phô mai này. Ui đây. Phô mai để cho. Ai da. Ui đấy, thấy chưa? Ngợi thế. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Phô mai với cả nước gạch nó béo ngợi anh nhỉ.
Ăn ở đây là phải cả một nghệ thuật nha mọi người nhá. Nếu mà không muốn là cho cá ăn tất. Ui. Đấy, à. À, chấm vào sữa, à chấm quên. Chấm vào nước chấm. Đây này, cái lòng trong này tan phô mai này mọi người này. À, phô mai à? Chấm vào nước chấm à. Đấy, một lớp phô mai bên ngoài luôn nhá. Được chưa? Tuyệt vời chưa? Thuật mà béo nhỉ. Cái tim tốt thuật, cái thịt tim này á. Ngọt mà nó dai mà nó có phô mai và béo nhỉ anh nhỉ? Không phải đấy đâu, phải nói thật là tay nghề của mình quá là kinh khủng, à, kinh điển. Tại vì mình nấu món này quá ngon. Con cắn chứ còn đi đâu. Đâu có đâu có đặt mông à. Này ạc tưởng à. Ai chung qua đây mà. Ngon thật sự. Quá tuyệt vời. Phô mai cháy. Oh my god. Mình đi trong miền Tây một tuần rồi mình nhớ cực kỳ nhớ đồng làng mình. Quá là nhớ luôn. Và lại nhớ thấy món tôm hùm của bạn Phúc Hải Sản, anh Phúc Hải Sản. À, ngon quá. Wow. Ai đã được thưởng thức ở những cái resort không có sao làm này cho. Này, à? Mọi người này, một mặt là phô mai chém cháy xém nè, một mặt này, bây giờ đỏ chưa? Chấm ăn cứ phải gọi mình ngập mồm. Ngon quá, quên đó, đấy đi để uống nước đi ngay. Nhắc phải đều tay không à, đấy, nó cân. Nè. Ngon quá. Đặt xuống, quên mất, ngon quá, quên mất uống nước. Thật là tuyệt vời. Wow. Ai mà muốn thưởng thức tôm nướng phô mai ấy, thì cứ điện cho bạn Phúc Hải Sản, mình để số điện thoại ở dưới comment nhá. Hoặc là vào phúc hải sản.com đặt và điện thoại cho người ta bảo để luôn cho một miếng phô mai vào trong. Mọi người mà nướng trong lò nướng thì nó thật ra chấm hết cuộc đời luôn nhá mọi người nhá. Phúc Hải Sản sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu, giống như anh em mình. Ngon lắm mình. Nào cung đặt. Ok. Đấy, bây giờ phải thưởng thức cái đoạn đầu này. Tại vì sao mọi người biết không? Cái đầu của nó